Hello, hello, hello. Xin chào tất cả bạn, mình là Hóa Thân đây. Mình vừa đào tạo nhóm code xong. Thì mình thấy một cái điều rất là hay như thế này mà mình muốn chia sẻ với các bạn luôn. Đó chính là gì? Về cái con vàng này, vừa nãy mình chia sẻ trong nhóm code rồi, bây giờ mình chia sẻ luôn cho các bạn. Để các bạn có một cái kinh nghiệm trong cái thị trường này. Mình vừa mới nghĩ ra là mình nên chia sẻ với các bạn cái điều này. Các bạn có thể nhìn thấy nhé, là cái điều gì? Mình vẽ được một cái kháng cự này. Đây là cái vùng đỉnh cũ, đúng không? Thì cái vùng này là một cái vùng nó rất là gì? Rất là cứng. Là cái vùng đỉnh cũ. Và nó đã phản ứng tại đây. Phản ứng tại cái key level này, cái vùng đỉnh cũ này. Thì con vàng thì nó cái vùng đỉnh đáy cũ rồi các thứ nó hay rất hay phản ứng ở các cái vùng đỉnh đáy cũ, thì các bạn phải lưu ý cái điều này. Đây, mình vừa cho bài vàng ở cái vị trí này. Đây, bài vàng, bài vàng đấy. Thì mọi người có thể nhìn thấy này, mọi người có nhìn thấy điều gì ở đây? Thứ nhất là nó chạm được cái vùng đỉnh cũ đã. Đây là một cái kinh nghiệm trong thị trường mà mình muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì chúng ta có thể giao dịch bằng cái kinh nghiệm này, hoặc là chúng ta có thể né bằng cái né những cái khi mà nó hình thành những cái mô hình như kiểu như này thì chúng ta có thể né ra. Đây là một cái tham VN 15 đã cho chúng ta một cái xu hướng, một cái gì, một cái đỉnh cũ này, đã cho chúng ta một cái đỉnh cũ này thì gì, thì các bạn có thể nhìn thấy là ở cái này nó đã phản ứng này, các bạn nhìn thấy phản ứng này. Sau đó chúng ta vào tiếp tham viên nhỏ hơn thì chúng ta biết được rằng là điều gì. Tham viên nhỏ hơn đó chính là tham viên M1. Các bạn có thể lấy tất cả những cái tham viên khác hoặc là tất cả những cái đồng tiền khác, và mình lấy một cái tham viên tượng trưng thôi để cho các bạn có một cái góc nhìn nào đó và về cái kháng cự này. Đầu tiên khi mà giá nó đi đến đây này, các bạn nhìn này. Ở đây là mình đã chia sẻ trong nhóm code rồi. Đầu tiên khi giá đi đến cái vùng kháng cự này, đây là vùng kháng cự đúng không? Chặt trước nó. Đó. Đầu tiên khi giá đi đây là có một số thành phần chốt lời và sell limit ở cái khu vực này, ở cái vùng đỉnh đáy cũ mà. Người ta sell limit ở đấy. Đúng chưa? Và gì nữa? Và có những nhiều người người ta chốt lời ở cái vùng gì? Vùng đỉnh cũ này. Thì bắt đầu giá nó tụt xuống. Đây là lần thứ nhất giá tụt, giá đi lên này, nó tụt xuống này, sau đó đi lên lần thứ hai này, nó lại tụt xuống, bởi vì có những người chưa sell được ở đây, chưa sell được ở cái vùng giá này thì người ta chờ hồi bên đây người ta sell tiếp, và có những người đến đây người ta chưa chốt được lời này, thì đến đây người ta chốt sẽ chốt lời đó, cho nên giá nó lại bật xuống và tiếp theo này giá nó lại bật lên một lần nữa là lần thứ ba. Thì nhiều người người ta thấy rằng là gì, khi mà giá nó bật lên thứ ba rồi thì nhiều người lại các bạn hoặc là nhiều người khác lại thấy rằng là nó chạm ba lần rồi thì nó rất là yếu đấy, nó chạm ba lần rồi thì nó rất là yếu. Thì ở cái lần thứ ba này thì chúng ta gì, chúng ta phải chờ đợi, bắt đầu chúng ta phải chờ đợi là giá nó bật qua, sau đó nó test lại thì chúng ta mới được phép chúng ta vào lệnh ở đây, chứ không các bạn thấy nó yếu là các bạn vào luôn lệnh ở đây là không được, là sai nguyên tắc. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn là cái vùng kháng cự này, nó bật lần thứ ba có thể nó yếu, nó yếu không thôi chưa đủ, nó còn gì, nó còn phải xác nhận cho chúng ta điểm vào lệnh nữa thì nó mới là đủ. Thì sau khi nó đóng được cái nến như này, nó đóng cái nến này và nó giảm xuống đây thì các bạn biết rằng là gì không? Mình bảo một cái anh ở trong nhóm code của mình là giá nó giảm rồi đấy. Đây là cái kinh nghiệm thị trường của mình biết tại sao nó giảm không? Tại vì nó đóng cái đỉnh này, nó thấp hơn cái đỉnh này. Khi mà đóng được cái đỉnh này, nó thấp hơn cái đỉnh này, ba đỉnh còn lại này, thì chứng tỏ một điều rằng là gì, các bạn có thể hiểu chứng tỏ một điều gì? Ở cái vùng giá này, ở cái vùng giá này là gì, là không à, là cái lượng người mua ấy, nó đã ít hơn lượng người bán rồi, nó mới hình thành được cái đỉnh này. Mọi người nhớ nhé,
thì bên mua à bên bán ấy nó tấn công dần, từ đầu tiên là tấn công ở cái vùng giá này, sau đó nó tấn công xuống vùng giá này. Khi mà cái thị trường ấy nó xác nhận về một bên thì sao, nó giá nó sẽ giảm xuống, và bên mua ở đây nó rất là yếu ớt rồi. Bên mua nó rất là yếu ớt đúng không các bạn? À, thông tin vào volume thì biết. Có cái nhìn này, đây bên bán đấy, sau này là bên bán ra này. Nó chiếm ưu thế ở cái vùng giá này và nó tạo ra cái đỉnh này, nó thấp cái đỉnh này, chứng tỏ là bên bán nó đã tiến công dần sang cái vùng giá thấp hơn, bên bán nó đã tiến công dần và giá thực sự nó đã giảm. Thì khi mà nó hình thành một cái những cái đỉnh này ở tại vùng kháng cự và nó hình thành cái đỉnh mới, nó thấp hơn những cái đỉnh cũ này, thì chúng ta có thể vào lệnh ở đây được. Hoặc là gì? Hoặc là các bạn có thể chốt lời khi mà chúng ta chưa chốt được ở đây. Chưa chốt được ở đây. Thì đến cái điểm này thì chúng ta phải chốt lời đi nhé. Đó là một cái kinh nghiệm của mình. Và mình bảo anh đấy là chốt hết tất cả lệnh đi, vì giá nó giảm rồi đấy. Khi mà nó đóng được cái vùng giá như này, thấp hơn cái vùng giá này. Thì đây là gì? Đây là bản chất của cung cầu đó mọi người ạ. Bản chất của tâm lý thị trường luôn. Nó cũng không có gì là khó cả, không có gì là to tát cả. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm thị trường của mình. Và mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều này để cho các bạn có thể có một cái góc nhìn nào đó khác về cái vùng kháng cự hỗ trợ, hoặc là có một cái góc nhìn nào khác về thị trường. Bởi vì sao? Nó gặp cái đỉnh cũ. Đấy. Và nó ba lần nó không phá được. Sau đó nó hình thành đỉnh mới này, thấp hơn đỉnh cũ, chứng tỏ lực sell đấy rất là mạnh. Và bên sell đó tấn công dần đến gì? Đến cái ngự trị của bên buy, đó chính là vùng này. Đó, thì đến về đúng cái vùng này nó mới bật lên được. Thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình.